Đến ngày 3 tháng 6, Thành phố Hồ Chí Minh đã lấy mẫu 299.157 người, trong đó 4.241 F1, 294.916 người tiếp xúc khác và mở rộng xét nghiệm liên quan ổ dịch Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, trong số tiếp xúc gần đã có 248 mẫu kết quả dương tính, được Bộ Y tế công bố bệnh nhân. 18 trường hợp nghi nhiễm vừa ghi nhận sáng nay, 217 đang chờ kết quả, còn lại âm tính. Trong 294.916 mẫu xét nghiệm giám sát, ghi nhận 108.226 có kết quả âm tính, 186.690 đang chờ kết quả. Trong nửa tháng qua, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 257 ca COVID-19 đã được công bố, hiện đứng thứ tư cả nước về số ca COVID-19 cộng đồng trong đợt dịch này. Trong đó, ổ dịch Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện từ ngày 26 tháng 5, gồm 265 ca mắc, gồm 248 bệnh nhân đã được Bộ Y tế công bố. Ổ dịch này đã gây nên 3 nhánh lây nhiễm từ 20 ca trở lên, ngoài ra còn nhiều nhánh nhỏ hơn khác. 20 trên 22 quận huyện, ngoại trừ quận 11 và huyện Cần Giờ tại Thành phố Hồ Chí Minh và 6 tỉnh miền Nam gồm Long An, Bình Dương, Đồng Tháp, Tây Ninh, Trà Vinh, Bạc Liêu ghi nhận ca mắc liên quan ổ dịch Hội Truyền giáo. Thành phố đã triển khai các biện pháp truy vết, khoanh vùng dập dịch, lấy mẫu xét nghiệm khẩn khi nhận thông tin ca mắc mới. Ngành y tế cũng mở rộng giám sát các hộ gia đình, các khu vực xung quanh nơi ca mắc cư trú hoặc làm việc. Từ khi COVID-19 xuất hiện đến nay, thành phố ghi nhận 530 bệnh nhân, bao gồm cả người nhập cảnh, trong đó 267 ca điều trị khỏi, 262 ca đang điều trị, một ca tử vong ngày 2 tháng 6 là bệnh nhân 5.463. Ngành y tế đang chuẩn bị kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm đợt 3. Hiện thành phố đã ghi nhận 70.000 liều vaccine phòng chống COVID-19 từ chương trình tiêm chủng mở rộng. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức khai báo y tế cho người về từ các địa phương, khu vực có ca nhiễm, bị giãn cách, lấy mẫu xét nghiệm giám sát người về từ Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Đà Nẵng sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Triển khai giám sát ngẫu nhiên hành khách từ các tỉnh thành khác đến thành phố tại sân bay Tân Sơn Nhất. Đến nay chưa phát hiện trường hợp nhiễm. HCDC nhận định thành phố có thể xuất hiện những ca nhiễm không rõ nguồn gốc trong cộng đồng do dịch bệnh đã âm thầm lây lan. Thành phố đã chuẩn bị ứng phó cho các tình hình dịch bệnh khác nhau. Người dân không hoang mang, lo lắng, nhưng cũng tuyệt đối không được chủ quan, luôn tuân thủ các biện pháp phòng dịch bệnh theo 5K và các quyết định của chính quyền, khuyến cáo của ngành y tế. Để cập nhật những thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe, mời bạn đọc truy cập website alobacsi.vn, kênh truyền thông tư vấn sức khỏe, có bề dày 11 năm hoạt động cộng đồng, quy tụ hơn 500 bác sĩ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm, sẵn sàng giải đáp miễn phí các thắc mắc về sức khỏe của bạn. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.